Xin được chào mừng quý vị, quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Salon ô tô Femeca Hải Dương. Hôm nay em sẽ làm một cái video chi tiết để giới thiệu một chiếc xe 7 chỗ ngồi máy dầu. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe bản MX 3 vùng điều hòa có hộp lạnh. Chiếc xe này sản xuất 2007 và đang mang biển số Hà Nội 29A84282. Và hiện tại chiếc xe này đang có giá chào bán tại Salon nhà em là 435 triệu. Xe đạp từ trong ra ngoài luôn, vỏ lốp còn dày, vỏ lốp còn rất là dày nhé. Xe thì cũng mới được tỉa sơn và đánh bóng toàn bộ xe. 7 chỗ ngồi, ngoại thất màu đen và nội thất bên trong cũng là màu đen. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước. Chiếc Hyundai Santa Fe máy dầu động cơ 2.2 này tiêu hao nhiên liệu dầu chỉ khoảng tầm 8 lít dầu trên 100 km đường hỗn hợp, chạy rất là đầm chắc, tiết kiệm nhiên liệu. Đăng kiểm xong anh cùng bảo trì đường bộ tháng 8 năm 2020. Bản này là bản 3 vùng điều hòa có hộp lạnh luôn. Ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời. Ghế lái chỉnh điện 12 hướng này. Này cửa sổ trời đấy ạ. Nội thất còn khá là sạch sẽ nhá. Keo chỉ đây. Chỉ với hơn 400 triệu thôi thì quý vị đã được sở hữu một chiếc xe 7 chỗ máy dầu số tự động. Chiếc xe này đảm bảo luôn không tai nạn, không ngập nước nhá. Này, bản MX này. Tất cả mọi vị trí đều zin luôn này. Biển thủ đô luôn. Đây, điều hòa tự động nhá. Xe có cam lùi, màn hình đầy đủ luôn. Hộp lạnh mini đây ạ. Đây là hộp lạnh mini đây. Số tự động này. Cửa sổ trời đây nhá. Đây ạ, dưới nắp capo là động cơ dầu 2.2. Rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, sau khi quý vị xem xong clip này thì có muốn mua chiếc xe thì vui lòng liên hệ vào số 0978 607 555 hoặc số 0941 337 888. Xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. À, nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và đừng quên đăng ký kênh. Kích vào cái ô đăng ký màu đỏ và kích vào quả chuông bên cạnh. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những clip này lần sau.